rộng và thực hiện cơ chế một cửa VNACCS được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ hệ thống NACCS của Nhật Bản. Trên nền công nghệ hiện đại và quy trình nghiệp vụ tiên tiến, hệ thống hoạt động theo mô hình xử lý tập trung, tích hợp nhiều tính năng, tiện ích để giúp cho việc khai báo và thông quan hàng hóa nhanh chóng, thuận tiện. Khi đưa vào hoạt động, hệ thống sẽ giúp giảm đáng kể thời gian thông quan hàng hóa nhờ vào việc tự động hóa các khâu khai báo, tiếp nhận, tính thuế, kiểm tra, phân luồng kiểm tra. Hệ thống VNACCS kết nối với hệ thống một cửa quốc gia, các hãng vận tải, doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, ngân hàng thương mại, các bộ, ban ngành và hệ thống một cửa ASEAN để thông quan hàng hóa, phương tiện bằng phương thức điện tử. Theo chuẩn mực của hải quan hiện đại, hệ thống VNACCS thực hiện quản lý trên một số loại hình xuất khẩu, nhập khẩu cơ bản. Để vận chuyển hàng hóa quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, người khai chỉ cần khai vận chuyển hàng hóa. Hình thức khai này có thể khai riêng hoặc kết hợp với khai tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Quá trình khai hải quan được chia làm hai giai đoạn chính, khai thông tin trước và khai chính thức. Người khai hải quan có thể khai trước đến hệ thống VNACCS và không bị giới hạn số lần sửa chữa thông tin khai. Sau khi đã hoàn chỉnh thông tin khai, người khai thực hiện nộp chính thức thông tin khai trên hệ thống VNACCS. Video hướng dẫn này chỉ nhằm giới thiệu khái quát về khai hải quan đối với hệ thống VNACCS. Chi tiết đề nghị tham khảo tại tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng hệ thống. Phần 1. Đăng nhập hệ thống. Người khai hải quan cần đăng nhập để sử dụng hệ thống. Tại ô xác thực người sử dụng, nhập mã người sử dụng, nhập mật khẩu, nhấn đăng nhập và chờ hệ thống xác nhận. Phần 2. Màn hình chính. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị giao diện màn hình chính như sau. Menu chính. Thư mục nhận là thư mục thông tin đã gửi và nhận. Danh sách nghiệp vụ hiển thị danh mục mã nghiệp vụ. Tại ô mã nghiệp vụ VNACCS, khi thực hiện một danh mục cụ thể, gõ mã nghiệp vụ vào ô mã nghiệp vụ và ấn OK. Thư mục gửi đi. Sau khi khai thông tin, sử dụng chức năng này để gửi thông tin đến hệ thống VNACCS. Thư mục đã gửi. Sử dụng chức năng này để tra cứu sử dụng lại thông tin đã khai trước đó. Tại đây, hiển thị danh sách các thông điệp đang xử lý. Màn hình IDA là nghiệp vụ khai báo trước thông tin hàng hóa nhập khẩu. Nghiệp vụ IDA được sử dụng để khai các thông tin nhập khẩu trước khi đăng ký tờ khai nhập khẩu. Cách gọi ra màn hình IDA như sau. Trường hợp trước khi thực hiện nghiệp vụ IDA, người khai hải quan đã thực hiện nghiệp vụ IVA. Dùng nghiệp vụ IDC để gọi các thông tin từ khai báo hóa đơn IVA sang màn hình IDA. Trường hợp người khai hải quan không thực hiện nghiệp vụ IVA, chọn nghiệp vụ IDA từ menu của VNACCS. Số tờ khai. Người khai hải quan không khai vào trường dữ liệu này, hệ thống sẽ tự động cấp và trả về số tờ khai. Số tờ khai đầu tiên. Khai số tờ khai đầu tiên khi số lượng dòng hàng tờ khai lớn hơn 50 dòng hàng. Thứ tự tờ khai nhánh. Điền số thứ tự tờ khai nhánh khi khai tờ khai có trên 50 dòng hàng. Ví dụ, tờ khai có 200 dòng hàng và ta đang khai tờ khai thứ 2. Tại ô nhập liệu này, ta nhập số 2. Tổng số tờ khai nhánh. Điền tổng số tờ khai nhánh khi khai tờ khai có trên 50 dòng hàng. Ví dụ, tờ khai có 200 dòng hàng, tại ô nhập liệu này, ta nhập số 4. Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng. Chỉ nhập liệu ô này trong các trường hợp sau. Thứ nhất, trường hợp tái nhập của lô hàng tạm xuất thì nhập số tờ khai tạm xuất tương ứng. Thứ hai, trường hợp nhập khẩu, chuyển tiêu thụ nội địa của lô hàng tạm nhập thì nhập số tờ khai tạm nhập tương ứng. Thứ ba, người mở tờ khai tạm nhập và người mở tờ khai tái xuất phải là một. Thứ tư, tờ khai ban đầu phải còn hiệu lực. Thứ năm, không được sử dụng ở tờ khai khác. Mã loại hình. Người nhập khẩu theo hồ sơ mục đích nhập khẩu của lô hàng
chọn một trong các loại hình nhập khẩu sau đây. Ví dụ, A11, nhập tiêu dùng. A12, nhập nguyên liệu sản xuất. A21, chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập. Chi tiết xem tại tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng hệ thống. Màn hình thông tin chung 2. Phí vận chuyển. Nhập một trong các mã phân loại phí vận chuyển như sau. Ví dụ, A. Khai trong trường hợp chứng từ vận tải ghi tổng số tiền cước phí chung cho tất cả hàng hóa trên chứng từ. B. Khai trong trường hợp hóa đơn lô hàng có cả hàng trả tiền và hàng FOC. Tách riêng phí vận tải của hàng trả tiền với hàng FOC trên chứng từ vận tải. Chi tiết xem tại tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng hệ thống. Tại ô này, nhập mã đơn vị tiền tệ của phí vận chuyển. Sau khi nhập xong thông tin chung cho tờ khai, tiến hành nhập hàng chi tiết tại tab Detail. Mã số hàng hóa. Nhập đầy đủ mã số hàng hóa quy định tại danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành. Trường hợp hàng hóa thuộc chương 98 thì nhập mã số hàng hóa của 97 chương tương ứng. Trường hợp thuộc danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành thì nhập thêm mã số quản lý chuyên ngành bên cạnh mã số theo biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu. Mã quản lý riêng. Nhập mã nguyên phụ liệu nhập khẩu đã đăng ký với cơ quan hải quan. Trường hợp phải thanh khoản nguyên phụ liệu nhập sản xuất, xuất khẩu, gia công, chế xuất. Nhập số thứ tự của mặt hàng trong danh mục máy móc thiết bị đồng bộ thuộc chương 84, 85 đã được đăng ký với cơ quan hải quan. Thuế xuất. Hệ thống tự động xác định mức thuế xuất nhập khẩu tương ứng với mã số hàng hóa và mã biểu thuế đã nhập. Trường hợp không tự động xác định được thuế xuất, người khai hải quan có thể nhập thủ công mức thuế xuất thuế nhập khẩu vào ô này. Mức thuế tuyệt đối. Tại ô này, nhập mức thuế tuyệt đối. Tại đây, nhập mã đơn vị tính thuế tuyệt đối. Tại ô này, nhập mã đồng tiền của mức thuế tuyệt đối. Mô tả hàng hóa. Ghi rõ tên hàng, quy cách phẩm chất, thông số kỹ thuật, thành phần cấu tạo, model, ký, mã hiệu, đặc tính, công dụng của hàng hóa theo hợp đồng thương mại và tài liệu khác liên quan đến lô hàng. Chi tiết xem tại tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng hệ thống. Mã nước xuất xứ. Nhập mã nước vùng lãnh thổ, nơi hàng hóa được chế tạo, sản xuất theo bảng mã UN Low Code. Mã biểu thuế nhập khẩu. Nhập mã biểu thuế tương ứng loại thuế xuất, thuế nhập khẩu. Màn hình chỉ thị của hải quan. Phân loại chỉ thị của hải quan. Nhập mã phân loại thông báo của cán bộ hải quan. Ví dụ, A. Hướng dẫn sửa đổi. B. Thay đổi khai báo nhập khẩu. Sau khi thực hiện khai xong các chỉ tiêu trên nghiệp vụ IDA, người sử dụng nhấn nút gửi để gửi thông tin bản khai vào hệ thống. Doanh nghiệp sẽ nhận hai thông điệp trả về như sau. Thông điệp thứ nhất, bản xác nhận nội dung khai báo nhập khẩu. Thông điệp thứ hai, chứng từ ghi số lệ phí phải thu.